Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Điểm tin bóng đá. Quý vị và các bạn thân mến, huấn luyện viên Philippe Chuzier cùng tuyển Việt Nam vừa nhận thất bại thứ hai ở loạt trận giao hữu FIFA Days của tháng 10 trước đội tuyển Uzbekistan với tỷ số là 0-2. Đây được xem là trận đấu tệ nhất của chúng ta dưới thời chiến lược gia người Pháp khi mà chúng ta thi đấu hoàn toàn lép vế, thậm chí không tung ra nổi một cú dứt điểm về phía khung thành của đối thủ trong suốt trận đấu. Nhìn vào màn trình diễn vừa qua thì có thể thấy đội tuyển Việt Nam còn quá nhiều thiếu sót với hàng loạt những sai số cũng như là sự thiếu hiệu quả về nhiều mặt. Huấn luyện viên Philippe Chuzier vẫn kiên trì thử nghiệm lối chơi kiểm soát bóng cho các học trò. Tuy vậy thì trước đối thủ mạnh như là Uzbekistan, phương án đó bỗng trở nên vô hại một cách rõ rệt. Hầu như là trong suốt trận đấu đội tuyển Việt Nam không thể lên bóng. Các pha phối hợp của chúng ta trở nên đơn điệu, thiếu chính xác và không hiệu quả. Ông Philippe Chuzier cho thấy sự thiếu tin tưởng vào các trung phong cắm của đội tuyển. Theo đó thì ông bố trí tiền vệ Nguyễn Quang Hải thi đấu cao nhất trong sơ đồ 3 tiền đạo và sau đó là tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức. Ý đồ của huấn luyện viên Philippe Chuzier là tạo ra không gian để cho các mũi tấn công di chuyển rộng, giúp cho các cầu thủ chạy biên xâm nhập vòng cấm để tạo ra bất ngờ. Tuy vậy thì lối chơi này khiến hàng phòng ngự của đối thủ trở nên là rảnh chân khi mà chúng ta không có một tiền đạo thực thụ nào để tạo sức ép cụ thể. Lần lượt những sát thủ như là Tiến Linh, Nguyễn Văn Tùng đang trở thành các phương án phụ trong sự tiếc nuối của người hâm mộ. Ngoài ra thì việc đẩy các tiền vệ đá cao cũng khiến cho họ không thể phát huy vũ khí sở trường là các đường chuyền sáng tạo. Chia sẻ trên trang thể thao 247 dẫn lời về suy nghĩ trong việc tối ưu hóa vị trí của Nguyễn Hoàng Đức, huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh của câu lạc bộ Viettel lên tiếng. Mỗi một huấn luyện viên có triết lý khác nhau, tôi và ông Philippe Chuzier là khác nhau. Tôi sẽ sử dụng cầu thủ theo triết lý và những gương mặt mà chúng tôi đã có. Việc tôi sử dụng Hoàng Đức như thế nào không phụ thuộc vào cách cậu ấy chơi ở đội tuyển quốc gia. Hoàng Đức là cầu thủ được câu lạc bộ Viettel đào tạo và tôi sẽ cho Hoàng Đức thi đấu ở vị trí sở trường của mình. Trong khi đó thì tờ Sohu ngày hôm nay vừa có bài bình luận về trận đấu giữa tuyển Việt Nam gặp đội tuyển Uzbekistan trước thềm vòng loại thứ hai World Cup 2026. Ở trận đá kín này thì chúng ta thi đấu là không hiệu quả như đã đề cập ở trên. Đánh giá về thất bại của Việt Nam thì tờ Sohu cho rằng các học trò của ông Philippe Chuzier đã lặp lại một vấn đề mà họ chưa thể giải quyết sau trận thua tuyển Trung Quốc với tỷ số 0-2. Đó là thường mắc lỗi chuyền hỏng, sau đó là sai lầm ở hàng phòng ngự dẫn đến phải nhận bàn thua. Cụ thể, trang báo của Trung Quốc đưa ra phân tích. Tỷ số của trận tuyển Việt Nam gặp Uzbekistan cũng giống khi họ gặp Trung Quốc, tuy nhiên diễn biến là khác nhau. Uzbekistan đã áp đảo hoàn toàn trước tuyển Việt Nam và Việt Nam thậm chí là không có cú dứt điểm nào trong suốt cả hiệp đấu. Khoảng 25 phút đầu tiên của trận đấu, Việt Nam tạo được thế trận là giằng co trước Uzbekistan. Đó là thời điểm mà cả hai đội đều chơi tốt. Tuy nhiên thì sau đó Việt Nam đã mắc lỗi ở khả năng chuyền bóng và để cho Uzbekistan ghi bàn mở tỷ số. Phải nói rằng là bàn thua này đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần của tuyển Việt Nam. Trong khoảng 10 phút tiếp theo, Việt Nam liên tục mắc lỗi chuyền hỏng ở phần sân nhà và các hậu vệ cũng mắc lỗi trong việc cản phá bóng. Trong tình thế bị động như vậy, ông Philippe Chuzier đã phải thay ngay hai cầu thủ trong hiệp 1. Sang hiệp thứ hai, Uzbekistan khắc chế hoàn toàn đội tuyển Việt Nam. Trong khi đó thì Việt Nam lặp lại vấn đề của họ, đó là chuyền hỏng, thiếu hiệu quả và mắc sai lầm trong phòng ngự. Hiệp đấu này chứng kiến tuyển Việt Nam không có cú sút nào trúng đích. Uzbekistan gây áp lực tầm cao trong suốt cả trận đấu, kể cả là khi các hậu vệ cầm bóng. Họ hầu như là luôn đẩy bóng lên tuyến trên một cách rất nhanh. Những pha phối hợp tấn công của họ là tương đối rõ ràng và khả năng tận dụng cơ hội của họ là cũng khá sắc bén. Các bạn thân mến, có thể thấy là những nhận xét của tờ Sohu đối với màn trình diễn của tuyển Việt Nam ở tại trận gặp Uzbekistan là tương đối khách quan và là hoàn toàn có cơ sở. Rõ ràng là các tuyển thủ của chúng ta vẫn có nhiều lần mắc lỗi chuyền hỏng và chính lý do này trực tiếp khiến toàn đội phải trả giá bằng các bàn thua. Hơn nữa thì khả năng tạo ra cơ hội cũng là vấn đề với đội tuyển trong bối cảnh mà các cầu thủ tấn công không đạt phong độ cao. Nói tóm lại là nhìn toàn cục thì đội tuyển Việt Nam đã có một trận đấu lép vế toàn diện trên mọi góc độ và các chỉ số. Việc ông Philippe Chuzier thực hiện cuộc cách mạng về con người, về lối chơi cho đội tuyển Việt Nam và ưu tiên thử nghiệm ở các trận giao hữu. Tuy nhiên, ông vẫn có chút băn khoăn.
Nếu nhìn một góc độ chuyên môn thì trận giao hữu với Uzbekistan nhạt nhẽo một cách khó tả. Tuyển Việt Nam thử cầu thủ trẻ nhiều nên đương nhiên dễ hiểu là không đủ trình độ, dũng cảm để đá trước đối thủ mạnh. Đâu đó thì vẫn có quan điểm là cần tôn trọng quyền thử nghiệm nhiều nhất có thể của ban huấn luyện. Đội tuyển Việt Nam cần chuẩn bị lực lượng cho không chỉ loạt trận tháng 11 mà còn lâu dài với tầm nhìn World Cup 2026 hay là xa hơn. Nhưng có một vài điều băn khoăn. Đầu tiên, đó là yếu tố về thể lực cho hai trận giao hữu gặp Trung Quốc và Uzbekistan. Có vẻ như là vẫn chưa được chuẩn bị tốt khi mà chúng ta rất mau chóng xuống sức ở hiệp 2. Điều này dẫn đến lo lắng thứ hai, đó là đội tuyển Việt Nam mất bóng nhiều và dễ trước đối thủ như là Uzbekistan. Và suốt cả trận đấu thì gần như là không có pha phản công nào. Việc không có nổi cú sút nào trong suốt 90 phút cho thấy đội tuyển Việt Nam chưa bộc lộ được ý đồ tấn công một cách rõ ràng. Để hướng đến mục tiêu của mình theo đuổi thì có lẽ chúng ta cần đi từng bước, nhưng ít nhất thì cũng có những tín hiệu, những biểu hiện cụ thể, chứ như trận đấu vừa qua gần như là không có mảng miếng gì. Người hâm mộ thực sự là có lý do để lo lắng khi mà quỹ thời gian cho đội tuyển hoàn thiện là không còn nhiều vì là ngày khởi tranh của vòng loại thứ hai World Cup 2026 đã đến gần. Thầy trò ông Philippe Jouzier sẽ mở màn vòng loại World Cup 2026 bằng chuyến làm khách đầy nguy cơ bất chắc tại Philippines ngày 16 tháng 11, tiếp đến là trên sân nhà ngày 21 tháng 11 trước khi trở lại vào tháng 3 năm 2024. Chỉ 2 ngày nữa, tuyển Việt Nam của chúng ta sẽ phải đối đầu với ông kẹ của châu Á, tuyển Hàn Quốc, đối thủ còn mạnh hơn so với Trung Quốc và Uzbekistan. Khi mà lối chơi kiểm soát bóng, tấn công chưa phát huy hiệu quả trước các đối thủ mạnh thì khả năng phòng ngự của đội tuyển vẫn đang thật báo động. Huấn luyện viên Philippe Jouzier chia sẻ thẳng thắn sau thất bại 0-2 trước Uzbekistan. Trước đối thủ Hàn Quốc, chúng tôi cần hoàn thiện và củng cố hơn nữa việc tổ chức phòng ngự trong các tình huống mở. Đối đầu với đội mạnh như là Uzbekistan hay là Hàn Quốc thì tôi đánh giá đội chỉ có thể kiểm soát được từ 30 đến 35% thời lượng bóng. Còn phần thời gian không có bóng, phải có kỷ luật phòng ngự tổ chức tốt. Còn nhớ trước đó thì hồi đầu năm khi lên nắm quyền đội tuyển Việt Nam, ông Philippe Jouzier từng tỏ ra khá tự tin khi đặt mục tiêu nâng cao tỷ lệ kiểm soát bóng của đội nhà trước các đối thủ mạnh. Cụ thể ông cho biết, thời điểm này thì nếu thi đấu với Nhật Bản hay là Hàn Quốc thì tỷ lệ kiểm soát bóng của chúng ta chỉ rơi vào khoảng từ 30 đến 40%. Do vậy mà nếu muốn chơi bóng ở trình độ cao hơn thì chúng ta bắt buộc phải nâng cao tỷ lệ kiểm soát bóng ngang tầm với đối thủ. Đây là điều không hề đơn giản và cũng không phải muốn là có thể thực hiện được ngay. Chúng ta sẽ cố gắng cải thiện từng bước một. Trong những trận giao hữu vừa qua, có thể thấy khá rõ nhiệm vụ chính của ông Philippe Jouzier là đặt ra cho các học trò. Dù gặp đối thủ mạnh hơn hay là yếu hơn thì phải cố gắng đẩy cao tỷ lệ kiểm soát bóng. Thậm chí ông Jouzier còn yêu cầu các học trò là cần triển khai lối chơi phối hợp bóng ngắn, nhỏ ngay từ phần sân nhà, đẩy lên để tấn công. Cách chơi thiên hẳn về việc kiểm soát bóng này đã lập tức khiến đội tuyển Việt Nam phải trả giá khi chúng ta gặp các đối thủ mạnh hơn như tất cả các bạn đã biết. Việc để tâm quá nhiều đến kiểm soát bóng phối hợp khiến cho khả năng phòng ngự bị giảm nhiều so với cách phòng ngự phản công của huấn luyện viên Park Hang-seo. Đặc biệt là việc cố gắng phối hợp ngắn, nhỏ từ phần sân nhà chưa tạo được hiệu quả tấn công mà ngược lại gây ra những sai lầm chết người như đã đề cập. Nhưng có lẽ ông Philippe Jouzier cũng đã phần nào lường trước được những điều này khi cho đội tuyển Việt Nam thử nghiệm lối chơi kiểm soát bóng tấn công. Và ông hẳn là cũng ôm hy vọng là đội tuyển của chúng ta sẽ chơi kiểm soát bóng tấn công sẽ tốt hơn. Nhưng khi không thể thì chiến lược gia người Pháp này đã có phương án khác như là chia sẻ của ông. Phần thời gian không có bóng còn lại phải có kỷ luật phòng ngự tổ chức tốt. Tháng 11 tới đây, đội tuyển của chúng ta sẽ bước vào các trận chính thức của vòng loại thứ hai World Cup 2026. Chúng ta chỉ còn một trận đấu với Hàn Quốc ngày 17 tháng 10 để rèn luyện khi lâm trận. Ông Philippe Jouzier đã vỡ ra điều quan trọng nhất để điều chỉnh tỷ lệ kiểm soát bóng tấn công với phòng ngự. Đó là điều tốt, nhưng liệu chỉ một trận đấu với Hàn Quốc có kịp cho đội tuyển Việt Nam chỉnh sửa hay không? Hy vọng rằng là với khả năng phòng ngự tốt của tuyển Việt Nam đã được gây dựng từ thời huấn luyện viên Park Hang-seo cùng với đẳng cấp của ông Philippe Jouzier thì chúng ta sẽ sớm trở nên chặt chẽ trở lại, đồng thời thì cũng đẩy mạnh khả năng kiểm soát bóng tấn công nhờ xu thế mới từ chiến lược gia người Hàn Quốc. Như vậy thì sức mạnh tấn công và sức mạnh phòng ngự của đội tuyển
sẽ trở nên đồng đều và lợi hại hơn. Dù sao thì việc đội tuyển Việt Nam muốn thoát khỏi thế cửa dưới để chơi tấn công tốt hơn trước các đối thủ mạnh không sai, nhưng vấn đề là chúng ta sẽ làm theo cách nào và mất bao nhiêu lâu để thành công. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn cũng có thể để lại những bình luận của mình ở trong phần bình luận của video. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.